Nhưng mà đứa nào? Ai biết đâu, có hai thằng đi tới. Nãy giờ tao không có để ý luôn á. À, mình không phải đâu, có người lạ tới, người lạ tới, người lạ tới. Dude. Nè. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Murder Simulator. Thì hiện tại bây giờ là thằng Bami là nó làm hôm trước là mình đã tốt nghiệp được lớp sát thủ rồi. Bây giờ mình giới thiệu thằng Bami vô. Đó, giới thiệu Bami vô làm học lớp sát thủ nè. Để coi Bami đạt được loại gì. Dạ, em chào mấy anh chị, mấy cô chú. Hôm nay em vô em học lớp sát thủ. Bây giờ mấy ông nội làm lố quá, ông nội em phát kệ bắn zombie kìa. Lần đầu tiên mới vô chồng em bắn zombie rồi đó. Hy vọng cho em bắn nhiều nhiều để em được tốt nghiệp sớm. Phát đạn. Cảm ơn mấy anh chị. Ngộ rồi, phát biểu cũng nói nữa là tính kỳ á. Mày làm lố. Lố dễ sợ. Lố kìa họ chứ ủa. Ê, ra sông pha, sông pha ra dưới zombie luôn cu. Đó, cái thằng mà tốt nghiệp rồi ra trước đi cu. À vậy hả, vậy thôi tao nấp trước. Tao nấp. Ơi zombie. Một thẹo ơi, nó chết rồi. Nghe đồn nó phóng dao được. Đúng rồi, nó phóng dao được. Chờ quỷ được đứa nào chơi để nguyên cái điểm trên mặt tao làm tao không thấy đường để tao bắn nè. Ui, tao quên mất là nó có khả năng là nó núp dưới cống được nha. Ok, mày đang ở đâu vậy? Tao vô bắn ăn rồi nè. Đói quá, vô kiếm đồ ăn mà sợ nó bắn quá mày ơi. Coi chừng chết á, đừng có đùa. Zombie mày chém mày một phát một là mày chết liền luôn á. Ô. Đã vậy không những chết mà mày còn bị biến thành zombie nữa. Ôi sướng vậy? Mày sướng hả? Biến thành zombie là sướng hả? Bái đàn. Đó, núp con zombie núp. Chạy có chân chết, chạy đi. Ủa zombie đâu rồi? Ủa sao nãy giờ tao không thấy con ma nào chơi vậy? Tao thấy nó mới núp rồi mất tiêu rồi. Ôi, nãy giờ không thấy một đứa nó luôn. Nãy giờ mới giết được duy nhất một đứa một luôn. Có nào chưa bắt một thẹo. Rồi, nó vô nhà này rồi mày ơi. Nhà nào? Nè. Chết. Ồ, phải chết rồi. Mày thấy zombie chết thằng. Ôi, nó biến đâu rồi kìa. Mày chết rồi hả? Bốn thằng, năm thằng nè. Ở đâu vậy? Tao giết được heo cho tao chừa cho tao giết được cu. Tao không. Ồ, thấy rồi. Ê, biết sao tao giết được năm thằng không? Sao? Tao đứng ngay cái chỗ mà nó rebo ra, tao vừa giết nó xong rebo tao giết nữa, rebo tao giết. Bái đạn, trời. Má tao hay cảm thấy khỏi dễ sợ. Hấp hành zombie không thể nào mà sống nổi luôn mới ghê chứ. Rái đợt vô. Và mì kiểu này là tốt nghiệp sớm. Okay. Nó vừa mới lú ra cái là tao bóp, á lộn. Bóp gì thì mày bóp còi, đúng rồi, trong đây mày bóp gì. Nó hú hồn, tao bóp cho nó hú hồn. Vái cái hú hồn. Hú hồn chi miếng chưa. Nãy giờ tao đi vòng vòng tao chả thấy con zombie nào hết đó. Để tao không có con zombie nào mà nó spawn ra trước mặt tao luôn á. Ôi, quên luôn cái lầy chứ, mấy đàn. Lâu tao xẹt qua mà kiếm ra cái nào, zombie nữ. Trời chạy nhanh giống luôn á mọi người. Thiệt yeah, lên level 3 ơi. Tao level 4, ủa mày lên level 3 nhanh vãi chưởng mày. Mày, tao thọt lần 5 cái không cho nó sống luôn mà. Đù, nó quá ghê, quá ghê. Bạn nó lên level 3 do bạn có thể thọt một lần 5 cái double kill, triple kill gì, 5 bộ kill. Ồ, ra là thế. À, có nghĩa là combo á. Mày được ăn thử có. Ô. Oh, Crazy Killer đi. Cho gì cho đi chứ. Ủa, tự nhiên cái nè. Đây. Để tao hiện cái bảng là im ru bay. Vô đây nè ba, vô đây. Tắt đi ông nội. Trời ơi. Ở đâu vậy? Trời, cái ca đế đứng bên này nó đi bên kia. Thằng thứ gì á? Mặc đồ rối quá, cái màu áo của mày giống cái sàn quá, tao nhìn không ra mày ơi. Ủa liên quan không? Liên làm gì liên quan? Cái màu áo mày, ơi Crazy Killer Free for all đó nha, cái này là free for all đó. Fire for before they kill you. Tất cả các murderer đều, tất cả các sát thủ đều đã được trốn thoát. Hãy tìm những người đó và kêu diệt trước khi họ giết mình. Rồi xong, con mới vừa ra con thấy hai đứa rồi, con chạy trước đây. Mày tao bị nó tình mày. Quá thật, mới vừa ra thấy hai đứa rồi. Wow. Ủa sao tao không có súng, mày tao là innocent má ơi. À lộn, à tao là innocent, quên. Crazy Killer là innocent, à lộn, là murderer bình thường. Tao quên mất cái vụ này. Trời ơi, làm tao hú hồn chi mén luôn à. À tao cũng hú hồn mày. Thiệt tình. Tao núp luôn rồi. Nhưng mà nhưng mà đứa nào là murderer vậy? Biết chết liền á ba. Không phải tao đâu. Wow, một đống thanh niên đứng ngay chỗ này. Wow. Chưa 10 đứa mới no. Ghê. No, don't follow me, Bami đâu.
anh em đi vãi. Vavi đâu? Núp à má ơi, kiếm hoài. Vãi núp. Mặt mày chết rồi hả? Chưa. Có đang chạy. Có đang chạy và nhảy như một vị thần. Thần kim. Như một vị thần luôn nè. Ừ, thần kim. Để chạy thêm. Ô giời ơi, cái gì vậy? Ê ơi, bậy, có thấy series rồi, có thấy series rồi. Series bắn bậy kìa. Ơi đừng bắn bậy nha gái. Hú hồn chim én. Trời ơi, hú hồn. Ôi thằng Mother Girl đánh ghê rồi, ok nó chết rồi. Yeah, hay quá. Ủa đứa nào giết vậy? Nhảy lên nó đè đầu cho chết luôn hộ mày. Đâu có đâu, thằng Serif giết đó không? Thằng Serif cầm giết, cầm súng giết nè. Bái được. Hay mà tao chém bậy xong cái nó nhảy lên đầu kia hai thằng chết luôn. Ủa hồi nãy đứa nào đứa nào làm murderer vậy? Tao không biết luôn á. Anh giống mày đội cái anten như nào á. Ồ, ra là thế. Bên đây là lộn bên đây nè, nó tóc màu xanh á. Bái. Sao mày lộn xộn như vậy? Animation. Elimination đi, cái này mới đúng là free for all của Yao nè. Crazy Killer là thể loại là murderer bình thường. Còn effective là zombie. Đó. Cái này là chấm 7 phải không? Ừ, cái này là chấm 7 á. Không phải chấm 7 đâu, mày chấm 7 mà chết sớm á, mày phải chém cho đúng. Ủa, chém chứ phải súng hả? Không, chém cho đúng chứ mày là chém súng, phải không? Tôi biết rồi, chém cho đúng là phải dùng dao hết rồi chứ không phải dùng súng hết hả? Chính xác. Ok, con TT. Đó, vô rồi, Elran for themselves. Tất cả mọi người gì, ổn tất cả mọi người gì, chính mình thấy cái gì hết tất cả, xong. Đọc tiếng Anh như gió đấy. Đọc tiếng Anh như gió đó, tiếng có, tiếng không. Tao núp trước. Đó là núp, này chọi được phải không mày? Chọi được. Bắt, đè chuột là chọi á. Chết một thẹo, yes. Wow, trời ơi, phóng hụt. Ôi. Ủa, mày chết rồi hả? Dễ vậy, á da, lụ đạn. Ôi giời ơi, chưa chết. Có ai ta cầm dao, tao đang phóng con dao, nó lại từ kế bên nó thọt nách tao. Chơi mà chơi thọt nách. Thiệt tình. Chết. Xuyên, chết luôn rồi, yes. Còn một đứa nữa. Ra đây. Ra đây, trời ơi là trời nó canh kìa. Ra đây, yes. Cái này nó có dòng chữ hết trơn, nó che dữ quá, tao không thấy con chữ. Đúng rồi, nó mới vừa ra cái dòng chữ nên là đúng khó chịu luôn. Ồ, coi là được level 5 rồi. Mỗi lần me nó hiện dòng chữ lên không mà rối chả thấy gì hết trơn. Quá được. Đó, coi lên level 5 rồi cu. Ok, đây là một phút cho fan nạp. Fan nạp lần này là của bạn Yusuke. Bạn đã vẽ cho mình nhân vật Roblox của mình nhưng mà theo kiểu hot boy. Đó, tóc dài miên man. Ồ, cái nét đẹp và trời đánh. Lộn, cái nét đẹp thần thánh. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn nào có fan nạp cứ gửi cho phần nhắn Facebook, mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Ok, ê chọn map nè. Ok. Infected. Deadbot hả? Mày muốn chơi thử Deadbot không? Vô là cả hai thằng là sợ chết sớm luôn á. Tranh thủ có cái nào mới mình chơi hết luôn đi cho nó. Và mày chưa biết Deadbot là gì. Deadbot là gì mày? Là cái hộp chết chóc. Vô đó là cái hộp rất là ngắn ngủn, mỗi thằng cầm súng nó sợ, ta sợ là một đống nó nhè cao với mày ra nó giết trước thôi. Là sao mỗi thằng có một cái hộp là sao? Tất cả đó trong một cái hộp đó. À, nguyên đám trong cái hộp, trời có luôn hả? Ai? Babi chơi dai rồi. Tao kể cho Babi biết mùi. Cầm nhảy liên tục vô. You are gun shooter, what the. Cầm súng ra. Súng đâu? Súng. Quá, rồi xong tao chết luôn. Đậu không? Ôi giời. Tao là người thứ gì sống sót lụ đạn đang bắn nghe nè. Tao cũng giết được một thằng thì phải. Bắn được cái gì? Tao ba tao nói là bởi vì tao né cái deep bóp ra cho tao không có dám chơi deep bóp. vô là một đống để đè, tao ra cái giết trước không à. Ủa được bốn thằng mừng quá. Ok vô trận ca. Trời vừa vô thấy phai lặn xạ. Không, infected đi. Nịt là gì? À bắn súng bắn bả hả? Hay là game magnet, infected hay game magnet. Bây giờ chơi cứ cái gì lạ là quất, còn cái nào quen rồi thì mình chơi infected. Nãy giờ tất cả các map là tao với mày đều chơi qua hết rồi đó. Cái mắt này như chưa chơi má ơi. Cái mắt này là bắn súng đó. Đám bắn thay vì chọi dao đúng không? Ừ, thay vì chọi dao là giờ bây giờ là tất cả đều cầm súng cho nên chất cứ trở đều trở thành cowboy. À,
Last Person Standing Win. Nói chung là mấy cái này là thử loại free for all ấy. À, cẩn thận nha cô, cẩn thận nha. Tao với mày phải là người cuối cùng xong xong đấu nha. Cái này chắc tao phải để chuột thông ở trong quá. Nó hiện dòng chữ, tao không quen, tao bắn nó chết hoài. Úi giời, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, yes. Cái súng đâu? Một thẹo. Nhảy nè. Nhảy nè, yes. Trời, bắn quá trời duyên, nhưng không chết. Ông mày chết chưa? Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. À, tấm lụ rồi. Trời ơi, đứa nào bắn vậy? Hừ. Mày chết chưa? Ây da, đậu thủ bắn. Cái bố. Sẽ có bốn rồi bộ. Kịp rồi. Gớt, gớt. Phải nó tốt nghiệp được phá. Sát thủ chuyên nghiệp. Ghê, 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 ghê. À, tao giọng cửa tao ba không phải ghép nha. Ông ta biết rồi. Có bạn nào muốn ghi âm giọng cửa của Pami để làm báo thức thì nhớ ghi âm nha. Bán đạn. Ok, cái gì kìa đấy, boss infected Crazy Killer đấy. Infected đi bay đừng Crazy Killer đó mọi người. Crazy Killer là murderer đó. Tao không giao dở lắm. Ủa gì đâu, Crazy Killer là murderer bình thường mà. Ủa vậy hả? Ừ. À không, murderer bình thường chứ murderer material cũng được vậy. Vậy lỡ coi qua bên này coi mày có được hạnh phúc khi mày làm zombie á, lộn, mày làm sát thủ hoặc serif không? Mày không sợ tao dối lừa hả? Không. Ok, chuẩn bị vô trận. Let's go. Để coi thử coi bây giờ mình sẽ được làm thằng infected là làm người đây. Zombie á, lộn, Vami mà làm zombie là xác định đi Vami. Rồi, 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 tao là zombie mới ghê chứ. Phái đạn. Rồi sau một đứa phóng ra chết luôn. Wow, kinh thật. Súng này có bắn xa được không ta? Được. Một thẹo. Hai thẹo, một. Yes, dính rồi. Dính. Dính, yes, dính luôn. Ây da, trời ơi, đứa nào đứng chết. Và mày chết. Lũ đạn mình vừa bắn chết đó, cái dao nó đang bay lửng lửng lửng, nó hốt mình luôn. Mày sao hả Bami? Cái viên đạn tao bay nhanh hơn mày là mày chết trước tao, nên con dao mày bay chậm hơn tao nên tao chết sao. Đâu có, tao bị đứa khác giết mà, đâu phải bị mày giết đâu. Viên đạn tao giết mày á cu. Ủa vậy hả? Ừ. Vãi được. Tao vừa bắn mày xong tao me, tao bắn mày xong cái nó hốt tao là viên đạn, là con dao mày tới người tao luôn á. Thật là hư cấu. Ok, kêu gì nó đi, còn một phút nữa đó. Okay, phóng dao thì hơi thì hơi khó hơn. Leo lên đi, leo lên đi, leo lên đi, leo lên đi, leo lên trên luôn, leo lên trên luôn. Ok, tao đang chạy lên nha. Ok, leo lên đi, leo lên đi. Canh canh nha, nào bắn tao, bắn trúng đích tao là mày. Còn một đứa nữa, còn một đứa đó, còn một đứa đó. Rồi, thì cái tình cái cầu thang sai trái. Sao sai? Quỳ cái máng nó đưa ra làm dính cái tay tao, trở tay tao đua. Còn mấy phút nữa kìa. Rồi, hay quá. Wins. Rồi chết rồi, hay quá. Yes. Tao vừa mới lên tới luôn thì thịt. Bài xuống đây. Tao giết được 2 kill. Vãi được. Giết được 2 kill với lầy chứ. Để coi tiếp theo là cái gì đây, có gì để lựa chọn đây. Ê cu nhớ vô shop mua đồ nha. Có đồ nữa hả? Muốn có. Skin hay gì? Ừ, skin của con dao nè. À, skin hả? Đó, bây giờ tao đang mua skin của dao nè. Đó, bây giờ tao sẽ mở ra được coi. Ú, dao ruby luôn. Đó, rồi, let's go. Bây giờ chuẩn bị vô Murderer Mystery phiên bản nha, phiên bản khác. Để coi lần này làm ai. Chắc tao cũng làm Innocent nữa quá, suốt đời vẫn làm Innocent. Suốt đời kia vẫn là người đến sau, lộn, vẫn là người làm Innocent. Mày là người mà nó ác rồi, mày làm Murderer ai chịu nổi. Để coi chết sớm sao, nhiều khi ác cộng ác quá chết sớm. Nó cũng báo báo má ơi. Đúng rồi, ác cộng ác quá là chết sớm. Bèo 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 bèo. Tao là gì? Innocent. Đậu phòng. Tao trốn đây. Phải chạy. Gì vậy ba? Gì chạy sau lưng vậy? Chạy đi chết á, chạy đi. Tao núp. Ôi má ơi, cái chỗ này mà núp quá đạn vậy. Ok, núp được rồi, hay quá. Không biết núp đây có ổn không nữa. Hay đi theo á má ơi. Ồ, trên này có cái cầu thang. Được. Ủa, leo cầu thang được luôn. Ao, trên này có người hả? Ơi, có thằng bị đâm rồi kìa. Vãi. Tao thấy rồi, hai đứa chết lận. Ở một đứa chết chứ, lộn. Ê, tao đang leo lên rồi cô, leo lên cần cẩu á, tao leo dây lên nè. Chạy đi, ở đúng rồi, leo lên đó đi.
Tao sợ nó phóng mày, tao sợ dữ trơn. Núp vô, núp vô, núp vô nha. Đừng xuất hiện ra nha. Núp vô, núp vô. Tao núp rồi đó. Này chứ không phải đâu, nãy mới thấy người bị chết bên kia. Ôi. Tao không biết đứa nào để tao bắn lên, tao không biết đứa nào luôn nè. Sao ép à? Tao không biết đứa nào giết luôn á, nãy giờ tao không có thấy. Tao đang ở trên cao, tao hy vọng không ai thấy tao. Ồ, tao thấy mày rồi. Ôi, mày đứng đâu tốt cái chảnh vậy ba? Dạ mới núp được ba dao phóng lên đây cũng cực nữa. Ôi, ôi, có người đi vô đây. No, don't kill me. Don't kill mày me. Mày đang ở đâu vậy? Mày đang ở đâu chỗ nào vậy? À, tao đứng dưới ngay chỗ tòa nhà nè. À, để chào ảnh cái không mắc công ảnh, ảnh cầm dao ảnh chém chết. Khỏi. Cái nách nó thọt phát lủng nách. Ôi, hình như áo đỏ đó, hình như áo đỏ. Áo đỏ đang đi lên cần cẩu kìa. Ôi, áo hoài ba. Người bắn chết rồi, bắn chết rồi, series bắn bậy rồi, series bắn bậy rồi. Dạ, có súng kìa, lấy súng cô, lấy súng. Bởi vậy hờn quá man. Ok, tao đi lấy súng đây, tao đi lấy súng đây. Ê, có một thằng có công viên chạy qua kìa, hai thằng bên công viên chạy qua kìa. Ok, ok rồi, đợi xíu, đợi xíu. Tao leo lên nè, đợi xíu, đợi xíu. Ê, có nó có thấy tao không vậy? Tao có nó bực quá không? Đó, đó. Ê, cao lên nè, cao lên nè. Ok, yes. Nó đâu vậy cu, nó đâu vậy? Ông mày không phải giết người thiệt á, là mày qua mày giết mày đi hả ba, mẹ mấy đang cầm cái súng hả ba? Ok, thấy rồi. Nhưng mà đứa nào? Ai biết đâu, có hai thằng đi tới. Nãy giờ tao không có để ý luôn á. À đúng mình không phải đó, có người lạ tới, người lạ tới, người lạ tới. Tiêu chết. Ai vậy? Nó nè. Vãi thật. Vãi thật. Ba thanh niên kia không phải, cái thằng nó ở trong chung nó ở trong công viên á. Nó đi mà nó cầm dao nó đi như đúng rồi á. Tao lạy luôn. Ủa để mày thấy nó cầm dao đó hả? Tao điên cầm dao như đúng rồi. Ok, dead boss nghe cô. À mau, infect lại đi. Trận cuối này được để coi ai làm zombie. Ok. Đó, trời, chuẩn bị, vô. Á, sợ nhất là ở đâu ra lù sau lưng quất một cái không thấy đường luôn. tao cũng lo điều đó. Chạy như thánh, đáng đời, cứu quà. Rồi, let's go. Ai bị zombie hung nhiều nhất người đó sẽ thắng. Mày. Nó hung có một lần là đủ rồi, cần gì hung nhiều lần. Hung một lần gọi là nhiều rồi, hiểu không? Nước miếng dính đầy mặt. Vãi, thằng nè. Là người. Tao cũng là người. Mày cũng là người. Ok, hành trình đi cho zombie ăn hành. Let's bắt đầu. Lộn, zombie ăn hành hay mình ăn hành nha. Ê, thấy cái gì phóng phóng rồi. Có, tao cũng thấy nè. Rồi, nó chết rồi. Núp vô. Yeah, một thẹo. Ở đâu vậy? Trong công viên. Ồ, vãi. Ôi, mày leo lên trển rồi hả? Vãi. Leo gì nhanh. Ê, đứa nào nó phóng mày kìa. Thì nó phóng mà, tao nói nó phóng mà. Tao không có sợ gì, tao chỉ sợ là nó... Ôi, có đứa trong công viên, lên hả? Ủa cái này có khí kính hả? Trời, cái kính mà có cử cái gì? Y chang mày hồi nãy. Tao bắn vô kính nó bắn hoài kìa, sao bắn hoài nó không chết vậy ta? Ok, hay quá. Ủa zombie đâu hết rồi? Chết, yes, cứ bồ. Chết. Lấy vào phóng thầm thầm thấy nó đâu hết người. Ui. Bậy rồi, chơi vậy là không có được. Nghĩ sao vậy? Nó đứng sau lưng tao nó hút nó kìa, thiệt tình. Ôi hai con. Ở đâu vậy? Que. Chi nè, bên cổng chi nè. Rồi, tao chưa thấy mày ơi. Phóng tao luôn kìa. Tao chưa thấy, tao mới thấy con ngay chỗ này à. Yeah, nó chết rồi. Ủa mày chết chưa? Chưa, nó bắn tao nhưng mà tao bắn ngược con dao bay lại cho đâm nó chết rồi. Vãi. Ok, tao giết được mấy đứa luôn. Ôi ôi. Combo, yes. Zombie ăn hành nè. Vãi cái zombie ăn hành nè. Cho zombie ăn hành hết, zombie ăn hành nè. Ra đây. Tao đi bo ra ghê chứ. Vãi chết zombie. Chết zombie, yes, win. Win. Rồi, ủa gì tao không giết được nữa nào hết trơn bay. Đùa. Không kêu tao một kêu nào ba. Ủa kỳ vậy? Ủa mày
mày ủa gì cày giá cao nhất tao bắn quá trời luôn mà. Vãi đạn tao lên có 80 người luôn mà tao không giết được đứa nào. Thật là hư cấu. Ok dừng clip đi cu. Ba mi. Ok, mình với Ca sẽ dùng video này thôi. Thì các bạn hết video này thì nhớ để lại cho mình với Ca một like, một subscribe. Và nhớ comment ở bên dưới xem là các bạn thấy video này có hay không nha. Bye bye mọi người. Bye bye.